Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cựu Ngoại trưởng Trung Quốc bị điều tra vì ngoại tình. Ngày 19 tháng 9, VOA tiếng Việt loan tin cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương bị cách chức sau cáo buộc ngoại tình. VOA dẫn tin từ một tờ báo Mỹ hôm 19 tháng 9 cho hay cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, người bị cách chức hồi tháng 7, trước đó đã ngoại tình khi còn là đại sứ tại Hoa Kỳ. Hình ảnh bản tin trên VOA. Bản tin từ báo Mỹ cho biết ông Tần Cương đang hợp tác với cuộc điều tra, hiện tập trung vào việc liệu vụ việc này là hành vi của ông Tần có làm tổn hại đến an ninh quốc gia của Trung Quốc hay không. Theo VOA, các quan chức cấp cao của Trung Quốc được thông báo rằng một cuộc điều tra nội bộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc cho thấy ông Tần có liên quan đến vụ việc này trong suốt nhiệm kỳ làm đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Hai nguồn tin nói với tờ báo Mỹ rằng ông Tần có một đứa con rơi ở Mỹ trong cuộc ngoại tình này. VOA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, khi được hỏi về tin trên tờ báo Mỹ về việc bổ nhiệm và bãi nhiệm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, phía Trung Quốc đã công bố thông tin trước đó và tôi không biết gì về những thông tin khác mà bạn đang đề cập. VOA cho biết thêm, ông Tần đã được thay thế bởi nhà ngoại giao kỳ cựu Vương Nghị vào tháng 7 với tư cách là Bộ trưởng Ngoại giao. Sau một tháng vắng mặt bí ẩn, chỉ sau nửa năm đảm nhiệm chức vụ, hình ảnh cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Trước đó, ngày 19 tháng 7, BBC tiếng Việt từng bình luận về sự mất tích của Ngoại trưởng Tần Cương. Theo đó, ông Tần Cương, 57 tuổi, đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 25 tháng 6. Ông Tần là một trợ lý thân tín của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, là một trong những nhân vật nổi bật trong chính quyền Trung Quốc. Việc ông Tần vắng mặt kéo dài không chỉ khiến giới ngoại giao và quan sát chính trị Trung Quốc thắc mắc, mà còn cả những người dân thường Trung Quốc. BBC nhắc đến việc ngày 17 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, bà không có thông tin gì về ông Tần Cương. BBC nhận xét, xét về tính chất của hệ thống chính trị Trung Quốc, phần lớn mang tính bí ẩn, sự biến mất đột ngột của các quan chức cấp cao có thể là một dấu hiệu bất thường. Câu trả lời trống rỗng của bà Mao Ninh đã dẫn đến những đồn đoán tăng vọt về sự vắng mặt của ông Tần và dẫn đến những sự ngờ vực sâu sắc hơn. Chuyện quan chức cấp cao biến mất trong một khoảng thời gian mà không có giải thích không phải là hiếm. Thông tin chỉ xuất hiện sau khi họ trở thành một đối tượng điều tra hình sự hoặc có thể biến mất và sau đó xuất hiện trở lại mà không có lời giải thích lý do vì sao. BBC nhắc lại việc chính ông Tập Cận Bình cũng đã biến mất trong 2 tuần. Không lâu trước khi nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi năm 2012, làm xuất hiện những tin đồn xung quanh sức khỏe của ông và những đấu tranh quyền lực trong nội bộ đảng cầm quyền. Hình ảnh bài bình luận hồi tháng 7 trên ông Tần là một trong những quan chức cấp cao nhất trong đảng và vắng mặt lâu như vậy. Khoảng trống thông tin này chỉ làm gia tăng những đồn đoán. BBC cho biết một trong những giả thuyết được chia sẻ nhiều nhất trên mạng đó là ông Tần Cương đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc có mối quan hệ ngoài hôn nhân. BBC dẫn lời ông Vũ Khương, một nhà bình luận chính trị Trung Quốc từ Bắc Kinh, cho biết mọi người quan tâm đến câu chuyện bởi vì họ tò mò về bất cứ bí mật nào trong chiếc hộp đen đó. Sự biến mất của ông ấy cho thấy tính chất mong manh, dễ vỡ trong hệ thống ngoại giao của Trung Quốc và hệ thống đưa ra quyết định ở cấp bậc cao. BBC cho biết thêm, con đường thăng tiến vào vị trí ngoại trưởng của ông Tần được xem là rất nhanh. Ông là một trong những người được bổ nhiệm giữ chức ngoại trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử Trung Quốc. Sau chưa đến 2 năm giữ chức vụ đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, ông đã được bổ nhiệm chức vụ ngoại trưởng Trung Quốc hồi tháng 12 năm 2022. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.de với bản tin cựu ngoại trưởng Trung Quốc bị điều tra vì ngoại tình. Putin phải đích thân gặp Kim Jong-un ở Vladivostok vì chiều theo yêu cầu của Kim. VOA tiếng Việt ngày 18 tháng 9 có bài bình luận Putin phải lụy Kim Jong-un của tác giả Ngô Nhân Dụng. Theo tác giả, Vladimir Putin đang cần thêm súng đạn. Cuộc xâm lăng Ukraine đã kéo dài gần 19 tháng. Các nhà máy sản xuất vũ khí của Nga chạy không kịp vì bị cấm mua nhiều thứ như chip, thiếu nguyên liệu và bộ phận. Nga đã mua vũ khí của Bắc Hàn từ năm ngoái. Chuyện mua bán có thể chỉ cần một cú điện thoại rồi cấp dưới sẽ bàn bạc giá cả thuận mua vừa bán. Tác giả đặt câu hỏi, vậy tại sao Putin phải đích thân gặp Kim Jong-un ở Vladivostok, cách Moscow 6.000 km?
Tác giả cho rằng có lẽ vì Kim Jong-un muốn gặp. Hình ảnh bài trên VOA. Có hai lý do để Un muốn chụp hình chung với Putin. Một là thỏa mãn nhu cầu phô trương bộ mặt của mình. Hai là muốn Putin phải trao đổi, cung cấp cho Bắc Hàn các kỹ thuật quân sự mới nhất. Un có nhu cầu đứng bên các chính khách quốc tế để chụp hình. Cả thế giới thấy mình là một nhân vật quan trọng. Vinh dự lớn nhất là Un đã gặp Tổng thống Donald Trump hai lần. Cả ông bố và ông nội của Un đều muốn gặp mà không được gặp một vị Tổng thống Mỹ nào. Xuất ngoại cũng là cơ hội để Kim Jong-un cho thấy mình giống như một vị hoàng đế ngự giá, trang trọng, uy nghi, tiền hô hậu ủng, ngựa xe, cờ quạt, mũ mãng, huy hoàng. Tác giả cho hay, mỗi chuyến lãnh tụ Bắc Hàn xuất hành phải sử dụng 2 hoặc 3, 4 đoàn xe giống hệt nhau cùng đi. Chỉ có một toa xe bọc thép kiên cố chở lãnh tụ, nhưng toa xe nào nằm trong đoàn nào thì không ai biết. Đoàn xe lửa đặc biệt này mang danh hiệu Taeyang-ho, nghĩa là mặt trời trong tiếng Hàn Quốc, để tưởng niệm Kim Nhật Thành, Kim Il-sung. Tác giả nhận xét cả Vladimir Putin và Kim Jong-un đều không nói chuyện tình cảm trong cuộc gặp gỡ này. Phát ngôn viên chính phủ Nga nói rằng hai bên không ký kết điều gì liên quan đến quân sự, chuyện khó tin. Vì giao dịch kinh tế giữa hai nước gần như hoàn toàn là số 0, nên ngoại thương của Bắc Hàn chỉ có Trung Cộng, chiếm 95%. Cho nên tác giả nhận định họ chỉ còn một chuyện để thảo luận, đó là vũ khí. Từ khi xâm lăng Ukraine, Nga đã mua súng và đạn đại pháo của Bắc Hàn. Hình ảnh Vladimir Putin và Kim Jong-un trong cuộc hội kiến mới đây. Bắc Hàn làm súng đạn theo mẫu của Nga, cho nên quân Nga sử dụng dễ dàng. Chỉ thiếu loại vũ khí tinh khôn tự động tìm đánh trúng mục tiêu. Bắc Hàn cũng xuất cảng súng đạn cho các chế độ độc tài ở Syria và Iran. Thực ra nếu muốn tiếp tục được cung cấp các thứ súng đạn này, Putin không cần gặp mặt Kim. Chính Kim mới là người cần hội kiến. Tác giả bình luận, lần cuối cùng Un gặp Putin năm 2019, không đưa tới một kết quả cụ thể nào để đem khoe. Lần này Un nhân cơ hội đòi Putin phải trả lễ, phải đích thân đi 6.000 cây số tới gặp mình. Un được đi xem các xưởng đóng tàu thủy, trung tâm không gian, Vostochny Cosmodrome. Một phó thủ tướng Nga đưa Un tới thăm xưởng chế tạo máy bay mang tên Yuri Gagarin, phi hành gia người Nga đầu tiên lên vũ trụ. Un được thấy các chiến đấu cơ Sukhoi, Su-35 và Su-57, mới nhất là Sukhoi 100. Còn được vào ngồi cạnh phi công rồi coi các máy bay biểu diễn. Chỉ quan sát là không đủ. Nhu cầu lớn của Un là cải tiến kỹ thuật không lực nước mình. Một giờ trước khi Un gặp Putin, Bắc Hàn đã phóng 2 hỏa tiễn liên lục địa. Hỏa tiễn của Bắc Hàn có thể gắn đầu đạn nguyên tử, có thể bay xa tới nước Mỹ, nhưng trên đường bay thì có thể bị hư hỏng. Nga và Mỹ đã chế tạo được loại vỏ bọc hỏa tiễn không thể hư hỏng, và Kim Jong-un có thể xin Putin về kỹ thuật này. Đây là điều mà Mỹ đã cảnh báo Nga trong khi Putin gặp Un. Kim Jong-un còn mong được Nga giúp trong ngành không gian. Năm nay, 2 lần Bắc Hàn phóng vệ tinh nhân tạo đều thất bại. Nhưng Putin không hứa hẹn gì cả, kể cả những kỹ thuật tàu ngầm nguyên tử. Nga có thể sẽ viện trợ lương thực cho Bắc Hàn, nhưng điều này không được nói ra để giữ thể diện cho lãnh tụ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Putin phải đích thân gặp Kim Jong-un ở Vladivostok vì chiều theo yêu cầu của Kim. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d